Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong cuộc họp báo cùng với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, các đồng minh hoặc đối tác của Mỹ là không thể chấp nhận được. Điều đó dẫn đến hậu quả thảm khốc. Ông Biden cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, huy động tất cả các khả năng quân sự của nước này, trong đó có cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc thông qua tuyên bố chung, tuyên bố Washington, trong đó đồng ý thành lập nhóm tư vấn hạt nhân. Cơ chế mới được thiết kế để tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ. Ông Biden cho biết, tuyên bố Washington là một phần phản ứng đối với mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên. Ông Biden nói, mục đích là tăng cường khả năng răn đe và phản ứng trước hành vi leo thang của Triều Tiên. Song cam kết, Mỹ sẽ không dẫn đến việc đặt bất kỳ cơ sở hạt nhân nào ở Hàn Quốc. Ông Biden cho hay, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, tham vấn chặt chẽ hơn. Mỹ sẽ không bố trí vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng sẽ có các chuyến thăm cảng của tàu ngầm hạt nhân. Một quan chức chính quyền Mỹ trước đó cho biết, một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo SSBN sẽ sớm đến thăm Hàn Quốc. Đây là một phần cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc, triển khai thường xuyên hơn các tàu chiến của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Biden cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc. Ông Biden cho hay, điều đó bao gồm cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng răn đe và bao gồm cả răn đe hạt nhân. Chúng tôi đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm biện pháp hoặc bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên để củng cố sự ổn định trên bán đảo. Động thái này của Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh những tuần gần đây, Triều Tiên cũng thực hiện nhiều hoạt động quân sự, trong đó công bố đầu đạn hạt nhân mới với kích thước thu nhỏ, thử nghiệm tàu lặn không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ. Tại cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng hồi tháng 2, Triều Tiên phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân kỷ lục. Báo cáo đánh giá mối đe dọa năm 2023 mới đây của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tiếp tục cho thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới. Trao đổi với báo chí trước cuộc hội đàm của hai lãnh đạo, một quan chức Mỹ tiết lộ ông Biden và ông Yoon sẽ công bố tài liệu tuyên bố Washington, nêu các biện pháp nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên. Quan chức Mỹ giấu tên nói, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để làm cho khả năng răn đe trở nên rõ ràng hơn, thông qua việc triển khai thường xuyên các khí tài chiến lược tới Hàn Quốc. Trong đó có chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo. Điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980. Đây là loại tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM với đầu đạn hạt nhân. Chúng có thể bắn tên lửa cách mục tiêu hàng ngàn km và khó bị phát hiện. Loại tàu ngầm này đã trở thành hệ thống vũ khí chính trong chiến tranh lạnh vì khả năng răn đe hạt nhân của chúng. Mỹ-Hàn cũng sẽ lập ra một nhóm tư vấn để cung cấp cho Seoul thêm những thông tin về chính sách hạt nhân của Mỹ. Nhưng Washington sẽ giữ toàn quyền kiểm soát vũ khí của mình. Quan chức Mỹ nói, Mỹ chưa từng thực hiện các bước như thế này kể từ thời kỳ căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh. Thông qua động thái này, chúng tôi thể hiện cam kết rõ ràng với việc mở rộng khả năng răn đe. Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh, nước này không có kế hoạch bố trí cố định vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Đây là điểm khác biệt so với thời chiến tranh lạnh, khi vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ được đặt tại châu Âu. Seoul cũng sẽ tái khẳng định trong tuyên bố Washington rằng họ không theo đuổi phát triển kho vũ khí hạt nhân. Quan chức Mỹ chia sẻ thêm, chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo, diễn tập và thực hiện các hoạt động mô phỏng để cải thiện cách tiếp cận của Liên minh Mỹ, Hàn, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên, trong đó có cả việc tích hợp hiệu quả các khí tài thông thường của Hàn Quốc vào kế hoạch chiến lược của chúng tôi. Ngoài tàu ngầm hạt nhân chiến lược, Mỹ cũng dự định đều đặn đưa máy bay ném bom hoặc tàu sân bay tới Hàn Quốc. Quan chức Mỹ nói thêm, đang thông báo trước cho Trung Quốc và nêu rõ lý do Washington thực hiện các động thái như vậy. Khi Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ có những tuyên bố củng cố mối quan hệ đồng minh, thì ở phía đối diện, Triều Tiên ngày 25 tháng 4 tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ với Nga, nhân kỷ niệm 4 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Jong-il ngày 25 tháng 4 đã ra tuyên bố khẳng định
sự ủng hộ và đoàn kết lẫn nhau giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Đánh dấu kỷ niệm 4 năm kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin được tổ chức tại Vladivostok. Hồi tháng 9 năm 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm đầu tiên tới Nga để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo và cũng là hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên trong vòng 8 năm kể từ sau khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thăm Nga năm 2011. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên chia sẻ, hai nước đang tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và đoàn kết trong cuộc đấu tranh nhằm kiên quyết đập tan nguy cơ chiến tranh và các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Nhà ngoại giao Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ luôn luôn đứng vững để nâng cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống giữa hai quốc gia. Thời gian qua, Triều Tiên đã tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine trở nên căng thẳng hơn. Song Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong xung đột với Ukraine. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, hoạt động xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên hoàn toàn bị cấm. Hôm 19 tháng 4, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram rằng có những người mới sẵn sàng giúp đỡ đối thủ của chúng tôi. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng về nguyên tắc, nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Cho đến gần đây, người Hàn Quốc vẫn khẳng định rằng họ sẽ loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Ông Medvedev tuyên bố, tôi tự hỏi người dân Hàn Quốc rằng họ sẽ nói gì khi nhìn thấy những vũ khí mới nhất của Nga xuất hiện tại Triều Tiên, láng giềng gần nhất của họ và là đối tác của chúng tôi. Trước đó, trả lời phỏng vấn Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ ngày 18 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ của ông đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ Ukraine phòng vệ và tái thiết. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tổng thống Yoon nhấn mạnh, tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với các bên liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và tình hình trên chiến trường, chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp nhất. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc Seoul có liên quan đến cuộc xung đột. Ông Peskov bình luận về khả năng Seoul cung cấp vũ khí cho Kiev. Bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí nào chắc chắn đồng nghĩa với việc tham gia nhất định vào cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Theo ông Peskov, Hàn Quốc có lập trường khác biệt với Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine và thông báo của Tổng thống Hàn Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev là sự tiếp nối chính sách đó. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, đây không phải là vấn đề mới, cả về các biện pháp trừng phạt cũng như những vấn đề khác. Seoul đã có lập trường không thân thiện trong vấn đề này, và đây là một sự tiếp nối. Đương nhiên, các nỗ lực sẽ được thực hiện để lôi kéo ngày càng nhiều quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ và cũng là quốc gia sản xuất đạn pháo lớn, vẫn tránh căng thẳng với Nga do nhiều doanh nghiệp của nước này đang hoạt động tại Nga, cũng như do tầm ảnh hưởng của Moscow với Triều Tiên. Trong khi đó, phương Tây nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc viện trợ quân sự cho Ukraine. Báo Hàn Quốc gần đây đưa tin, chính phủ nước này quyết định cho Mỹ vay 500.000 viên đạn pháo 155mm thay vì bán, nhằm giảm thiểu khả năng đạn pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh một tài liệu quân sự bị rò rỉ gần đây của Mỹ có nội dung cho thấy Washington đã gây áp lực lên các đồng minh về việc viện trợ quân sự cho Ukraine, dù chính sách của các nước này là đứng ngoài cuộc xung đột. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!